Rồi giới thiệu với anh em con máy mài nha anh em. Con này có cái đế từ siêu nặng luôn ha. Đó, công tắc này khi anh em tắt cái là nó tắt đế từ, nó tắt luôn cái máy này luôn ha. Thì khi mà anh em mở lên thì nó sẽ mở đế từ, đồng thời mở ở đây, anh em bấm công tắc ở đây là nó quay. Đó, con này có thể sàng qua sàng lại được nè, anh em coi. Nó rà mặt thẳng anh em. Đó. Anh em thấy không nè, cái tay nè, cái tay nó lên xuống được nè. Đó, nó rà mặt thẳng, có cái lò xo chịu lực nó kéo lại cho nhẹ nha nè. Ở đây cũng có lò xo nè, xài điện zin 100V ha. Con này MS gạch 110. Đó, tốc độ của nó 5.000 vòng phút nha, tốc cao nha. 11A, à, nặng 16 kg. Đó. Nó xoay được 360 luôn, anh em thấy không? Đó, anh em đừng xoay quá, nó đứt cái lò xo đây ha. Đó, nó có lò xo nó ghì lại, nó nhúng lên nhúng xuống cho anh em xem. Có một tay anh em nắm đây, một tay anh em thao tác ở đây. Đó. Thì anh em xem ứng dụng được gì ha. Ở đây nó có cái nè, cái cục cao su nè, để anh em gài cái băng nhám vô đây hay sao á ha. Dưới đây nó có cái chén. Đó, cái chén. À, dưới đây nó có cái chén. Rồi bây giờ bấm chạy thử cho anh em coi, bấm hết ra luôn. Mạnh luôn ha. Đó. Cái độ rung nha nè, cái đầu nó có cái độ rung ha. Nè, cục từ nó hít, cái kia mạnh luôn nè. Anh em thấy nó mạnh thẳng rồi sắc thì nó mới ăn được ha. Đó. Không có bị nạt lõi cho anh em. Rất êm ha. Rồi. Đó. Lên xuống nè, qua lại nè. Nè, thử cái tay cùi chỏ này đánh ra đánh vô được luôn. Đó, anh em thấy không? Đó, nhiều vị trí ha, anh em muốn ứng dụng vô cái việc gì cũng được ha. Rồi nên là cần liên hệ cho em nha.